Và bây giờ là cái đầu tiên thì tôi muốn chia sẻ với chúng ta, đó là một cái hệ thống tổng thể. Cái đầu tiên chúng ta cần một nhìn một cái hệ thống tổng thể trong cái Internet Marketing. Sau khi chúng ta có được cái tổng thể rồi, bắt đầu chúng ta mới đi vào cái chi tiết. Thì trong cái tổng thể này tôi muốn cho bạn xem, đầu tiên chúng ta nhìn thấy đây là một cái hệ thống, một hệ thống về Internet Marketing, nó hoàn toàn là tự động. Thì đầu tiên chúng ta nhìn vào bên trong này đó, chúng ta thấy thấy một cái đầu tiên, đó là về cái sale page, đúng không? Có là khi mà chúng ta nhìn vào một tổng thể như thế này, chúng ta sẽ thường hay bị rơi vào một cái mớ bòng bong là chúng ta sẽ không biết phải bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào, và cái nào sẽ phải làm trước và cái nào sẽ làm sau. Thì ở đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái bước một đầu tiên chúng ta cần phải làm, đó là cái trang sale page. Trang sale page là một cái màu xanh xanh các bạn. Thì khi mà chúng ta nhìn vào cái hệ thống này này, giống như việc chúng ta mở một cửa hàng, chúng ta mở một cái công ty đấy, hay là mở một cái cửa hàng mà bán lẻ đầu tiên, thì trước khi chúng ta mở xây dựng một cái cửa hàng đó rồi, thì cái đầu tiên trong cửa hàng đó chúng ta phải có một nhân viên bán hàng. Chúng ta phải có nhân viên bán hàng, bởi vì khi mà chúng ta đưa khách hàng đến mà nhân viên bán hàng không hiệu quả thì cái việc mà bán hàng nó cũng sẽ trở nên nó vô ích. Nên cái đầu tiên chúng ta cần phải làm, đó chúng ta phải có một người bán hàng nó thật sự tốt, nó thực sự rất xuất sắc trước khi mà chúng ta làm bất kỳ một việc gì. Vậy thì ở đây đó là khác so với online, đó là ở trên online chúng ta sẽ tạo ra một cái trang sales page, đó là một người bán hàng điện tử. Thì cái người bán hàng online nó khác với người bán hàng thực tế như thế nào? Ví dụ như bình thường chúng ta tuyển một nhân viên thì bắt đầu 8 giờ họ làm việc, đến 5 giờ chiều họ về. Hôm nay vui thì họ làm tốt, ngày mai buồn thì họ là sẽ làm không tốt. Nó sẽ bị phụ thuộc vào yếu tố cảm xúc. Và chúng ta đào tạo cho họ là phải nói, là chốt, ví dụ như 10 khách hàng đến thì phải chốt được 50 đến 60% khách hàng. Nhưng có hôm nay vui thì nó có thể chốt cao, nhưng ngày mai thất buồn thì họ lại chốt không được cao nữa. Thì nó hoàn toàn bị phụ thuộc vào con người. Và khi một người chúng ta có thể làm tốt, nhưng hai người, ba người, bốn người thì chúng ta làm không được tốt nữa. Và một ngày như vậy họ chỉ có được khoảng 8 giờ để làm việc. Và cái thêm nữa, đó là cái người bình thường đó, thì một lúc như thế, một ngày như thế, họ chỉ xử lý được khoảng tầm 10 khách hàng, 20 khách hàng đến 30 khách hàng là hết. Có nghĩa là họ bị giới hạn về số lượng khách hàng về phục vụ. Nhưng với một người bán hàng điện tử thì chúng ta có một cái tỷ lệ về nhất định. Ví dụ như có 100 khách hàng vào thì chúng ta có là xử lý được là 20%. Cứ là cứ 100 người vào thì có 5 người mua hay là 10 người mua. Thì cái việc đó phụ thuộc vào việc mà chúng ta huấn luyện cái người bán hàng đó, phụ thuộc vào cái việc mà chúng ta viết ra một cái nội dung và chúng ta chuẩn hóa và nó thành theo một cái đúng công thức. Có là cứ 100 khách hàng thì sẽ có 5 người mua, cứ 100 khách hàng có một người mua, 5 người mua. Và sau này chúng ta muốn theo thời gian con người chúng ta bắt đầu tăng trưởng lên, chúng ta bắt đầu phát triển lên và chúng ta thấy người bán hàng này có thể nhân được cái số lượng nó lớn hơn. Có là 100 người có thể lên được 15 người, lên 20 người. Và chúng ta nói với tỷ lệ nào, chúng ta làm đo lường với tỷ lệ nào thì nó sẽ luôn đúng như vậy. Và một cái điểm khác biệt thứ hai nữa là người này một lúc có thể họ tiếp cận cả hàng trăm ngàn khách hàng, cả hàng chục ngàn khách hàng, thậm chí cả 100.000 khách hàng cùng một lúc họ đều có thể xử lý được. Bởi vì người bán hàng này không bị giới hạn về số lượng khách hàng phục vụ và họ đều có một cái thái độ phục vụ giống như nhau, một cái mô thức cùng có một cái công thức. Có là họ không bị phụ thuộc vào cảm xúc và cứ theo đúng một cái tỷ lệ nhất định mà chúng ta đã đo lường và chúng ta đã test ra thì nó cứ làm đúng như vậy. Và cái người này họ làm việc 24/7, có là không bao giờ ngừng nghỉ. Kể cả khi chúng ta đóng cửa hàng, chúng ta ngủ rồi thì người này vẫn làm việc bình thường. Có là khách hàng còn truy cập thì chúng ta vẫn còn được bán hàng, khách hàng còn truy cập và chúng ta bán được hàng. Và người này chúng ta có thể làm từ năm này qua năm khác, năm này qua năm khác và chúng ta chỉ trả đúng một lần lương cho họ. Còn đối với người bán hàng truyền thống thì chúng ta phải trả hàng tháng, chúng ta phải trả lương. Nhưng với người bán hàng điện tử này thì người bán hàng này là họ bán từ năm này qua năm khác và chúng ta trả đúng duy nhất một lần lương. Và mỗi lần chúng ta đào tạo hay nâng cấp thì chúng ta mới có thể tăng thêm chi phí. Đó là cái thời gian mình đào tạo, mình ngồi lại để mình viết lại cái nội dung nó hay hơn. Vậy thì làm thế nào để chúng ta làm ra được một cái trang sale page hiệu quả, một cái người bán hàng mà họ bán được giống như tôi lúc nói, thì tôi cũng sẽ có một phần nói chi tiết về cái phần này. Ok, nhưng bây giờ tôi sẽ nói về cái hệ thống tổng thể trước. Sau khi mà họ truy cập vào cái trang sale page này thì ví dụ như 100 người truy cập vô thì có 5 người người ta quyết định mua hàng. 5 người quyết định mua hàng này thì họ mới đăng ký vào một cái form. Đó, thì cái form này là chúng ta sẽ kết nối vào một cái hệ thống Zapier. Zapier này nó sẽ có hai cái chức năng. Chức năng đầu tiên á, là nó sẽ làm một cái việc, đó là sẽ tạo nên một cái cơn sốt mua hàng. Ví dụ như chúng ta đi ra ngoài ở cửa hàng, ở ngoài siêu thị hoặc là ngoài cái quán ăn á, chúng ta thấy quán nào mà đông khách, là thấy cái quán nào mà người ta truy cập nhiều, người ta vô mua nhiều á, thì trong tâm thức của chúng ta nghĩ rằng là à, cái quán này là quán rất ngon. Và chính vì chúng ta nghĩ là quán này rất ngon nên chúng ta sẽ đi theo cái hiệu đám đông và chúng ta vào chúng ta mua hàng. Thì ở trên Internet chúng ta cũng phải làm được điều đó. Có là khi khách hàng người ta click vô, người ta mua hàng ở chúng ta đó, thì chúng ta phải cho mọi người thấy được là cái số người mua hàng ở trong cái cửa hàng của chúng ta rất đông, số người mua ở trên website của chúng ta rất đông. Thì khi đó nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng, mọi người sẽ thấy rằng là ôi sao cái cửa hàng này nhiều người mua như thế. Và khi có nhiều người mua như vậy thì
người ta sẽ có niềm tin với cái cửa hàng của chúng ta hơn. Thì đó là chúng ta phải dùng cái hệ thống Zapier này để tạo ra một cái hiệu ứng bán hàng ở trên website của chúng ta. Rồi, và sau khi người ta vào cái hệ thống, Zapier này, nó cũng sẽ làm cái chức năng thứ hai, đó là kết nối tự động vô trong cái hệ thống email marketing. Thì hệ thống email marketing thì chúng ta sẽ chia nó thành hai chiến dịch. Cái chiến dịch đầu tiên là dành cho những người vô đây, ví dụ 100 người nhưng không phải chỉ có 5 người người ta để lại thông tin. Nhưng 5 người để lại thông tin này là có, chúng ta phải làm một cái việc đó, chúng ta telephone sale cho họ, chúng ta gọi điện, chúng ta tư vấn cho khách hàng họ. Vậy thì 5 người mà chúng ta tư vấn đây, ví dụ như tỷ lệ chúng ta là 50%, cứ 100 người thì chúng ta gọi được 50 người, người ta đồng ý mua hàng. Vậy thì 50 người đồng ý mua hàng thì chúng ta phải đưa vào một cái hệ thống email khác. Và 50 người mà người ta chưa mua hàng, chúng ta đưa vào một cái hệ thống email khác. Vậy thì 50 người mà người ta đồng ý mua hàng thì chúng ta dùng một cái hệ thống chăm sóc khách hàng là hôm nay anh chúc mừng anh ABC đã mua hàng thành công này. Rồi bắt đầu mình giới thiệu về cái sản phẩm, mình nói về tính năng sản phẩm, mình nói về cái chất lượng sản phẩm để gia tăng cái niềm tin của họ, để cái tỷ lệ hoàn hàng nó thấp hơn. Cái thứ hai, sau khi mà chúng ta làm cái email đó xong đó, thì bắt đầu chúng ta mới nói về cái ngày đầu tiên hướng hoặc là hướng dẫn sử dụng, rồi cái cảm nhận của khách hàng sau khi dùng đầu tiên, ngày thứ hai, ngày thứ ba ra sao. Nó có là chúng ta khẳng định hơn về chất lượng để đảm bảo là khách hàng chúng ta sử dụng và họ cảm nhận được về cái chất lượng sản phẩm chúng ta. Cái thứ hai, sau khi mà họ dùng cái sản phẩm đó xong thì bắt đầu chúng ta mới list ra cái sản phẩm thứ hai chúng ta bán là gì, sản phẩm thứ ba chúng ta bán là gì, sản phẩm thứ tư chúng ta bán là gì. Thì bắt đầu chúng ta list ra nó thành một cái quy trình, thành một cái hệ thống về bán hàng, là bán sau khi người ta mua sản phẩm 1 thì người ta sẽ mua sản phẩm 2, sản phẩm 2 xong thì người ta sẽ mua sản phẩm 3, sản phẩm 3 thì nó phải liên quan đến sản phẩm 4. Ví dụ như bây giờ mình bán cái áo thì bên cạnh cái áo này thì nó sẽ kèm theo cái nón gì, cái nón đó thì nó phải đeo với bông tai gì, bông tai đó thì cùng với phải cái quần gì, với cái quần đó thì phải nên là theo đôi giày nào. Có là chúng ta mix nó thành một cái hệ thống về bán hàng như vậy, thì việc mà chúng ta chăm sóc lại như vậy thì chúng ta sẽ có một lượng khách hàng mua quay lại, mua rất trung thành. Nên là chúng ta phải tạo nên một cái kịch bản bán hàng trong cái hệ thống email đối với những người mua hàng được. Còn đối với những khách hàng người ta không mua thì lúc này chúng ta phải chăm sóc, chúng ta phải cho họ thấy giá trị sản phẩm của chúng ta. Ví dụ như ngày đầu tiên chúng ta giới thiệu cho họ là đối với một cái bộ đồ đó thì màu như thế nào là tốt này, hay là chất liệu như thế nào là tốt này. Có nghĩa là chúng ta sẽ phải có một cái hệ thống email để chăm sóc khách hàng, để khách hàng người ta cảm thấy giá trị của sản phẩm chúng ta. Và chúng ta cứ chăm sóc đi, chúng ta gửi ngày 1 là gì, ngày 2 là gì, ngày thứ 3 gì, đến ngày thứ 4 chúng ta lại gửi một nội dung bán hàng. Rồi sau đó ngày thứ 5 nếu họ vẫn chưa mua hàng thì ngày thứ 5 chúng ta gửi tiếp, ngày thứ 6 chúng ta gửi tiếp, ngày thứ 7 chúng ta gửi tiếp, và ngày thứ 8 chúng ta lại bán hàng. Ngày thứ 8 họ vẫn chưa mua thì ngày thứ 9 chúng ta gửi tiếp, ngày thứ 10 chúng ta gửi tiếp, ngày 11 chúng ta gửi tiếp. Họ vẫn không mua hàng thì ngày 12 chúng ta lại gửi tiếp, ngày 13 mình gửi tiếp, ngày 14 gửi tiếp, và ngày 15 mình lại nội dung bán hàng, cho đến khi nào người ta mua hàng thì thôi. Thì chúng ta phải dành thời gian để chúng ta tạo ra một cái kịch bản. Vậy thì những cái kịch bản đó cụ thể như thế nào thì tôi cũng sẽ có cái đoạn video để hướng dẫn về cách mà chúng ta làm những cái email marketing. Vậy thì chúng ta sẽ chăm sóc lại cho đến khi họ mua hàng, thì những người mua hàng đó chúng ta sẽ chuyển vào cái hệ thống về email marketing là những người đã mua hàng, và chúng ta chăm sóc lại thì để chúng ta có một cái lực lượng khách hàng thân thiết, và khi khách hàng thân thiết thì quay lại về trang Shopee và lại tiếp tục mua hàng tiếp. Thì đó là cái cách mà chúng ta tạo thiết lập nó thành một cái hệ thống tự động. Vậy thì bây giờ chúng ta nhìn vào trong Shopee nhá, 100 người thì có 5 người mua hàng, vậy còn 95 người khác người ta vẫn chưa mua hàng. Vậy thì 95 người mà người ta đã truy cập vào Shopee của mình đều là những người người ta có nhu cầu, nhưng vì có thể họ chưa đủ thông tin, họ chưa đủ niềm tin, họ thấy cái này là mới, có là họ có rất nhiều cái lý do để họ chưa mua hàng của mình. Nhưng lý do lớn nhất đó là vì cái này nó quá mới và lần đầu tiên họ thấy nên họ vẫn chưa quyết định mua hàng của chúng ta. Vậy thì lúc này chúng ta phải có một cái hệ thống về bám đuổi, chúng ta theo đuổi và chúng ta chăm sóc để khách hàng quay trở lại mua. Và khi mà người ta truy cập ở bất kỳ nơi đâu, có là trong hệ thống này là chúng ta dùng cái remarketing của Google rồi của Facebook. Có là khách hàng sau khi người ta truy cập vào trang Shopee của mình rồi, bây giờ họ lên báo Dân Trí, báo VN Express, báo kênh 14, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, tất cả báo YouTube, đúng không? Vào hơn 60.000 website ở tại Việt Nam và hơn cả 1 triệu website như thế trên toàn thế giới. Và họ vào bất kỳ website nào, họ đều thấy hình ảnh của mình, đều thấy banner của mình, đúng không? Xuất hiện ở khắp mọi nơi. Thì lúc này khách hàng đặt một cái câu hỏi là ô, cái sản phẩm này là gì mà nó quảng cáo nhiều thế nhỉ? Và nó, chúng ta bám đuổi và chúng ta liên tục nhắc nhở. Có nghĩa là mỗi lần họ lên Internet, họ đều thấy chúng ta lên Internet, chúng ta đều thấy chúng ta. Giống như chúng ta vào Amazon cái sau đó chúng ta thoát ra khỏi, thì cái sản phẩm của Amazon đó sẽ bám đuổi chúng ta cho đến khi nào chúng ta mua hàng thì thôi. Có là cái hình ảnh nó cứ theo đuổi, bám đuổi, bám đuổi. Và chúng ta có quyền cài đặt nó là theo đuổi bao nhiêu ngày. Ví dụ như chúng ta muốn theo đuổi 7 ngày hay là 2 tuần hay là 1 tháng hay là 1 năm hay là 2 năm, chúng ta muốn cái thương hiệu chúng ta bám đuổi bao lâu thì chúng ta cứ việc mà chúng ta bám đuổi. Và cái đó là chúng ta cài đặt nó thành hệ thống tự động.
Và cái chi phí mà của remarketing này rất là rẻ nha các bạn. Ví dụ như tôi có 2.000 khách hàng đấy, thì mỗi tháng tôi chỉ tốn khoảng 50.000 đồng tiền. Mỗi ngày là tôi chỉ tốn 50.000 đồng tiền quảng cáo. Vậy thì tính ra một tháng tôi chỉ mới hết 1,5 triệu, nhưng tôi đã xây dựng ra được cái thương hiệu của mình trong 2.000 khách hàng. Bởi vì 2.000 khách hàng đó là 2.000 khách hàng tiềm năng, 2.000 đó là 2.000 khách hàng mà người ta có nhu cầu, và trong cái thị trường ngách đó tôi trở thành một cái thương hiệu rất nổi tiếng đối với khách hàng của mình. Thì bằng việc đó là chúng ta bám đuổi, chúng ta theo đuổi cho đến khi nào người ta đồng ý, người ta mua hàng, và người ta mua hàng thì nó lại vào một cái quy trình tự động kia. Và tất cả những cái này chúng ta đã set up nó sẵn thành một cái hệ thống về tự động rồi. Ok, vậy thì bây giờ khi mà chúng ta set up nó thành quy trình tự động rồi, bây giờ làm thế nào để chúng ta đưa được những khách hàng tiềm năng đến với website của mình? Bởi vì khi chúng ta có hệ thống tự động đó rồi thì chúng ta phải lọc ra những đối tượng khách hàng có nhu cầu, những khách hàng mà người ta mong muốn mua sản phẩm của mình đó, thì chúng ta phải lọc ra một cái đối tượng thông qua cái phễu lọc, đó là chúng ta tìm kiếm khách hàng. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có những cái kênh sau. Thứ nhất đó là Facebook, thứ hai đó là Google, thứ ba là Zalo. Ví dụ như đây là tôi đang nói ở thị trường Việt Nam: Facebook, Google, Zalo, WeChat. WeChat thì nó dành cho thị trường như Đài Loan này, Trung Quốc này, Singapore, Malaysia thì chúng ta dùng WeChat. Nhưng kèm theo đó là YouTube. Rồi diễn đàn thì ở một số cái chúng ta dùng. Nhưng bây giờ nếu với điều kiện là chúng ta có một lực lượng thì lúc đó chúng ta có thể dùng. Nhưng hiện tại thì chúng ta cái này cũng không cần dùng lắm. Và một cái nữa đó là Cốc Cốc. Vậy thì tùy từng sản phẩm của chúng ta đó là gì, cái mục đích của chúng ta đó là gì, thì lúc đó chúng ta sẽ dùng những cái kênh khác nhau để chúng ta lọc và tìm kiếm đúng khách hàng tiềm năng của chúng ta và chúng ta đưa về. Vậy thì bây giờ là cái sự khác nhau ở đây nó có như cái này này. Tôi sẽ nói ở trong cái lộ trình này tôi sẽ chủ yếu nói về Facebook và Google là chính. Vậy thì Facebook đó là chúng ta sẽ lọc ra đặc điểm của khách hàng để chúng ta tiếp cận với họ. Ví dụ như bây giờ tôi bán một cái sản phẩm nó gọi là mỹ phẩm về làm đẹp dành cho nữ, thì và cái sản phẩm của tôi là sản phẩm cao cấp và liên một cái bộ sản phẩm như vậy là 12-13 triệu đồng cho một cái bộ như vậy. Thì bây giờ mình phải lọc ra những đối tượng khách hàng là phải là nữ, độ tuổi từ 27 cho đến 35 hay là cho đến 45, và họ phải là dùng iPhone 6, iPhone 6 Plus, 6S, 6S Plus. Đó là tại thời điểm hiện tại, đó là những dòng điện thoại cao cấp. Rồi Note 4, Note 5, Galaxy S6, S7, đó là dòng những lọc ra những cái dòng cao cấp nhất. Và chúng ta tiếp cận đến những đối tượng đó thì tỷ lệ chuyển đổi người ta mua hàng nó sẽ cao hơn. Và lúc đó chúng ta viết một cái nội dung quảng cáo và chúng ta tiếp cận đến họ. Thì chi tiết cái này là tôi sẽ nói ở đoạn video clip sau. Nhưng đó là với Facebook là chúng ta lọc ra được cái đặc điểm, hành vi, sở thích, giới tính. Nó là những cái đặc điểm thông tin về người tiêu dùng. Sau đó chúng ta tiếp cận đến họ và chúng ta quảng cáo để cho họ mua hàng của mình. Đó là với Facebook. Nhưng với Google thì có Google AdWords và Google SEO. Thì chúng ta lập một cái bản kế hoạch từ khóa và chúng ta chọn những người người ta có nhu cầu. Ví dụ như trên Google chúng ta hành vi mua hàng thế này. Ví dụ bây giờ chúng ta muốn mua một chiếc MacBook Pro 2015 thì chúng ta sẽ search này: mua MacBook Pro 2015 ở tại thành phố Hồ Chí Minh, chỗ nào giá rẻ, uy tín, chất lượng. Có thể chúng ta search một cái từ khóa như vậy và chúng ta quảng cáo đúng cái từ khóa đó thì kích người ta truy cập, và người này là người đã có nhu cầu, thì cái tỷ lệ chuyển đổi mua hàng nó sẽ cao hơn. Và khi mà người ta vào rồi, chúng ta lại có một cái hệ thống tự động đó lại bám đuổi theo đuổi cho đến khi người ta mua hàng thì thôi. Thì đó là một cái hệ thống tổng thể về cái Internet Marketing. Còn bây giờ xuyên suốt chương trình này tôi sẽ bắt đầu hướng dẫn cho chúng ta. Cái đầu tiên đó là chúng ta làm về Facebook Marketing. Và trên Facebook Marketing thì chúng ta bán ngay trên đó luôn và chúng ta làm trên đó. Tôi sẽ hướng dẫn bước cơ bản đầu tiên đó là Facebook. Và với Facebook thì chúng ta không cần website, chúng ta không cần hệ thống một cái gì cả. Chỉ cần có một chiếc máy tính này, chúng ta chỉ cần một cái thẻ Visa, một cái điện thoại di động có phát sóng 3G, hoặc là chúng ta có cái cục USB 3G. Chúng ta chỉ cần từng đó là chúng ta đã bắt đầu có thể kinh doanh trên Facebook. Bởi vì với Facebook chúng ta chưa cần website, chúng ta chưa cần vội. Và chúng ta sẽ đi bắt đầu từ những cái bước cơ bản đơn giản nhất để ai cũng có thể làm được. Sau đó khi phần đó làm xong chúng ta mới chuyển sang cái Google làm xong rồi bắt đầu chúng ta mới làm self pay, làm về email, làm về YouTube. Thì theo thời gian chúng ta sẽ làm từng bước một. Vậy thì trong cái tháng này tôi sẽ tập trung hướng dẫn cho chúng ta về cái sử dụng về Facebook. Chúng ta kinh doanh trên Facebook, chúng ta viết nội dung quảng cáo trên Facebook, chúng ta làm hình ảnh, chúng ta quay video, chúng ta xét quảng cáo, chúng ta tối ưu quảng cáo, chúng ta chăm sóc khách hàng, chúng ta giao hàng, chúng ta chăm sóc khách hàng, và chúng ta xây dựng bộ máy kinh doanh trên Facebook như thế nào cho hiệu quả. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu từ bài đầu tiên các bạn nhé.